Chào các bạn đến với khóa học GC Master. Trong module thứ hai, phần tiếp theo chúng ta sẽ được hướng dẫn về cách cấu hình filter. Khi các bạn cài đặt công cụ Visual Engine Anchor trên VBS thì chúng ta bằng option. Ở phần filter thì nó sẽ lọc ra những cái tính năng của phần filter là lọc ra những cái backlink, những cái trang mà có chất lượng backlink xấu thì nó sẽ không tìm kiếm ở những trang này. Thì các bạn chọn vào mục này thì nó sẽ bỏ những cái submission nếu những cái địa chỉ URL hoặc là cái tên miền đó nó xuất hiện trên những cái danh sách backlist sau. Thì đây là những cái backlist size mà công cụ Visual Engine Anchor đã tập hợp lại, và tất nhiên thì cái backlist size này họ cập nhật thường xuyên, thì các bạn nên chọn chọn cái tính năng này, chọn full. Thì khi mà những website mà công cụ Visual Engine Anchor nó tìm kiếm mà nó có nằm trên những cái list này, những cái list này báo cáo là những cái trang đó spam tiếng Anh, thì nó sẽ công cụ Visual Engine Anchor nó sẽ từ bỏ, nó không có sử dụng những cái link đó để nó xây dựng các link cho các bạn. Thì đó, khi các bạn chọn thì cái Visual Engine Anchor nó sẽ tự động update cái dữ liệu từ những trang này mà quell. Đó, thì những cái trang này là những cái trang mà nó sẽ có cái danh sách data những cái website có chất lượng của link không tốt, thì nó giúp cho các bạn an toàn hơn, giúp cho chúng ta có cái nguồn backlink tốt hơn. Đó là cái mục đích của phần filter.